Mày ơi, cái gì con? Mỗi lần ba mẹ ăn cãi nhau á là ba con đập đồ. Còn mẹ con làm sao? Còn mẹ con chữ á, đúng là cha nào con nấy. Trời đất ơi, tự nhiên cái cục tỉnh xe đèn luôn, tự nhiên tôi hết hồn rồi.